phải người yêu với nhau ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nâng chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Diễn ra làm sao, nhưng mà một khi đã đâm lao thì ta cứ theo lao nào, không thể tha về sau này. Khi cuộc đời bước sang một trang, nếu một ngày chúng ta dở dang thì ta cũng không cần rõ ràng. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta gặp một ai để yêu thiết tha. Vậy là đôi ta cách xa, nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau. Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhớ. Đôi ta ở trên tình bạn, trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới.